Cả nhà hello, welcome back chung fan cuộc sống Mỹ một lần nữa. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Yay, Donald Trump đắc cử rồi. Chúc mừng ngày tổng thống 47. Ok, em mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý thính giả đến phần tin tức 5 giờ chiều được thực hiện bởi chị Như Tuyền tại Dallas và Đỗ Phúc tại Houston. Từ Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý thính giả hai miền, cũng như xin được mến chào chị Như Tuyền tại Dallas. Houston hiện bây giờ bên ngoài thì bầu trời rất là mù. Nhiệt độ hiện bây giờ là 82 độ, tối hôm nay xuống thấp là 71 độ. Cơ hội mưa rất là thấp, mặc dù là bầu trời rất là âm u, 5% cơ hội mưa cho đêm nay mà thôi. Ngày mai ngày thứ năm, nhiệt độ lên cao nhất ban ngày sẽ là 85 độ, xuống thấp vào đêm là 72 độ, cơ hội mưa khoảng 15-20%. Ngày thứ sáu 82 độ là cao nhất cho ban ngày, xuống thấp vào đêm hơi se lạnh chút xíu 68 độ, cơ hội mưa tăng chút ít cho ngày thứ sáu 25%. Ngày thứ bảy cuối tuần thì cơ hội mưa tăng lên 55-60%, nhiệt độ thì giảm xuống 79 độ là cao nhất cho ban ngày, trong khi về đêm chỉ còn 66 độ mà thôi. Bước sang ngày Chủ nhật thì trời ấm hơn một chút, khi mà lên cao nhất ban ngày sẽ là 80 độ, xuống thấp về đêm là 61 độ. Cơ hội mưa cho ngày Chủ nhật cuối tuần sẽ là 35-40%. Không biết thời tiết bên Dallas như thế nào, thưa chị Như Tuyền? Vâng, từ Dallas, Như Tuyền gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào Đỗ Phúc. Hiện tại thì Dallas bên ngoài nhiệt độ là 72 độ F, hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 và thấp nhất trong ngày là 59. Và đêm hôm nay bầu trời nhiều mây, đem theo khoảng 51% xác suất mưa. Ngày mai thì có khoảng 58% cơ hội mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 và thấp nhất trong ngày là 57. Và ngày thứ sáu thì có đến 72% cơ hội mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ sáu là 68, thấp nhất trong ngày là 55. Một ngày không nắng. Ngày thứ bảy thì không có cơ hội mưa. Thứ bảy, Chủ nhật thì gần như là trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ bảy là 70 và thấp nhất là 54. Ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất cho ngày là 79 và thấp nhất là 58. Cho nên những buổi sáng của tuần này đó thì buổi sáng thì trời sẽ se lạnh và buổi trưa nắng lên chút xíu thì sẽ ấm ấm hơn một chút. Cái thời tiết như thế này đó thì cũng rất là khó để mà điều chỉnh mấy điều hòa nhiệt độ trong nhà. Nếu mà mình tắt á, thì buổi sáng nó rất là lạnh, mà mình để thì nó cũng không có chạy. Cho nên quý vị nhớ là cân nhắc buổi sáng á, thì để ý là trong nhà nó sẽ lạnh hơn một chút xíu nha. Trở lại với Đỗ Phúc. Chào mừng, cảm ơn chị Như Tuyền với phần tin thời tiết của Dallas. Mở đầu phần tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay là các bản tin thế giới. Bản tin đầu tiên có liên quan đến Nga. Thì Điện Kremlin đã phản ứng một cách thận trọng hôm 6 tháng 11 sau khi ông Donald Trump được dự báo là sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Được biết, người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết rằng ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng về mong muốn chấm dứt xung đột Ukraine trong chiến dịch tranh cử, nhưng chỉ có thời gian mới cho thấy liệu rằng Hoa Kỳ có hành động cụ thể hay không. Ông Peskov nói, chúng ta đừng quên rằng đó vẫn là một quốc gia thù địch, quốc gia này vừa trực tiếp vừa gián tiếp tham gia cuộc xung đột chống Nga ở Ukraine. Ông Peskov nói thêm, ông chưa biết Tổng thống Putin có bất kỳ kế hoạch nào chúc mừng chiến thắng của ông Trump và mối quan hệ với Hoa Kỳ đang ở mức thấp trong lịch sử. Người phát ngôn của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho hay rằng, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ có thể đóng góp vào việc chấm dứt cuộc xung đột này. Điều này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, nhưng Hoa Kỳ có khả năng thay đổi quỹ đạo chính sách đối ngoại của mình. Và rằng liệu điều này có xảy ra hay không, và nếu có, thì như thế nào, chúng ta sẽ thấy sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 của năm 2025. Bộ Ngoại giao Nga thì nhấn mạnh rằng Nga sẽ làm việc với chính quyền mới của Hoa Kỳ, quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga và tập trung vào việc đạt được tất cả các mục tiêu đề ra về cái gọi là hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khi đó thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga là Dmitry Medvedev hôm 6 tháng 11 cho rằng chiến thắng của ông Trump có thể sẽ là tin xấu đối với Ukraine. Trước đó cùng ngày thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã dành nhiều lời khen ngợi cho ông Donald Trump. Trong một thông điệp ngay sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng sớm, thì Tổng thống Zelensky cho biết ông mong đợi một kỷ nguyên hùng mạnh của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo quyết đoán của ông Trump. Ông Zelensky cho hay ông đánh giá cao cam kết của ông Trump đối với cách tiếp cận hòa bình trong các vấn đề toàn cầu. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyền.
Thưa quý thính giả, chính phủ Israel ăn mừng chiến thắng bầu cử của Donald Trump. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và những người ủng hộ ông đã ăn mừng việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống, ca ngợi những gì mà một nhà lãnh đạo của phong trào định cư Israel gọi là đồng minh sẽ ủng hộ họ vô điều kiện. Chúc mừng ông Trump của đảng Cộng Hòa, ông Netanyahu nói, vị cựu tổng thống đã có sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhóm chiến binh Palestine Hamas vốn đã chiến đấu với Israel trong hơn một năm ở Gaza, nói cuộc bầu cử là vấn đề của người dân Mỹ, nhưng kêu gọi chấm dứt sự ủng hộ mù quáng dành cho Israel từ Hoa Kỳ. Kết quả này là một sự nhẹ nhõm cho liên minh của ông Netanyahu, vốn đã xung đột với chính quyền đảng Dân Chủ của ông Biden về các cuộc xung đột ở Gaza và Lebanon, đã thúc đẩy các cuộc biểu tình trên toàn thế giới và khiến Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Khi thế giới theo dõi cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào đêm thứ ba, thì ông Netanyahu đã nhân cơ hội này sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gallant, một trong những người đối thoại được chính quyền ông Biden và quân đội Hoa Kỳ ưa chuộng trong chính phủ Israel. Việc ông Gallant bị loại bỏ giữa lúc đang diễn ra cuộc chiến tranh đa mặt trận có nguy cơ leo thang thành cuộc đối đầu toàn diện với Iran đã thu hút những người biểu tình xuống đường ở Israel, nhưng lại được phe của ông Netanyahu hoan nghênh. Người thay thế ông Gallant là Israel Katz, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, nói chiến thắng của ông Trump sẽ củng cố liên minh với Israel và giúp bảo đảm sự trở về của 101 con tin vẫn còn ở Gaza. Trở lại với Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Như Tuyền. Một bản tin thế giới khác cũng có liên quan đến Do Thái. Thì Thủ tướng Netanyahu đã sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Gallant vì niềm tin đã bị xói mòn và bổ nhiệm Ngoại trưởng là ông Katz vào thay vị trí này. Niềm tin tuyệt đối giữa Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng là cần thiết hơn bao giờ hết. Những tháng đầu chiến dịch đã có sự tin tưởng và làm việc rất hiệu quả, nhưng niềm tin đó đã bị xói mòn trong vài tháng qua. Trước tình hình này, tôi đã quyết định kết thúc nhiệm kỳ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu cho biết hôm 5 tháng 11. Ông Netanyahu cũng bổ nhiệm Ngoại trưởng Israel là ông Katz làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã chứng minh được năng lực và đóng góp cho an ninh quốc gia. Đồng thời, chỉ định Bộ trưởng Không bộ là Gideon Saar làm lãnh đạo của Bộ Ngoại giao. Phản ứng trước quyết định sa thải thì ông Gallant cho biết an ninh Israel vẫn là sứ mệnh của cuộc đời ông. Ông Gallant có quan điểm cứng rắn khi đối phó với nhóm Hezbollah ở Lebanon, nhưng thường xuyên bất đồng với Thủ tướng Netanyahu về tương lai xung đột ở dải Gaza. Ông Netanyahu hồi tháng 8 đã chỉ trích ông Gallant rằng có lời lẽ chống đối sau khi ông được cho là có quan điểm ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Thủ tướng Netanyahu khẳng định đã nỗ lực thu hẹp khác biệt, nhưng tình hình chỉ ngày càng tệ hơn, khiến cả công chúng Israel lẫn kẻ thù đều thấy điều đó. Đối phương lấy đó làm niềm vui và hưởng lợi đáng kể. Thủ tướng Israel cho hay và nhấn mạnh bất đồng ngày càng tăng khiến họ không thể điều hành chiến dịch ở Gaza một cách bình thường. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyền. Thưa quý thính giả, Trung Quốc nói sẽ hợp tác với Hoa Kỳ nhưng dự kiến sẽ nhiều cạnh tranh hơn dưới thời của Tổng thống Trump. Trung Quốc hôm thứ Tư ngày 6 tháng 11 nói khi mà ông Donald Trump tiến đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nhưng các nhà chiến lược cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh gay gắt giữa hai quốc gia về các vấn đề thương mại, công nghệ và an ninh. Và Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Ninh khi được hỏi về việc là liệu ông Trump trở lại phòng bầu dục sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì ông nói chính sách của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ là nhất quán và Trung Quốc có thể xem xét và giải quyết quan hệ giữa hai nước theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống trong hòa bình và hợp tác cùng có lợi, bà Mao nói thêm. Tuy nhiên, các nhà chiến lược Trung Quốc cho biết họ dự kiến sẽ có nhiều lời lẽ gay gắt hơn và khả năng áp thuế quan nặng nề từ ông Trump, mặc dù một số người cho rằng chính sách đối ngoại cô lập của ông có thể tạo ra khoảng trống để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình. Và Giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh là Da Wei nói chiến thắng của ông Trump có thể đặt ra thách thức tương đối lớn đối với quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ dựa trên các đề xuất chính sách chiến dịch và hành động của ông trong nhiệm kỳ trước. Và ông Trump đã đề xuất áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vượt quá 60% và chấm dứt quy chế tối huệ quốc đối với Trung Quốc
và các nhà phân tích nói viễn cảnh về một cuộc chiến tranh thương mại đã làm rung chuyển giới lãnh đạo Trung Quốc. Trung Quốc bán hàng hóa trị giá hơn 400 tỷ đô la hàng năm vào Hoa Kỳ và hàng trăm tỷ đô la nữa cho các thành phần sản phẩm mà người Hoa Kỳ mua từ nơi khác. Để đáp lại thì chuyên gia Zhao nói rằng Bắc Kinh đặc biệt cảnh giác với khả năng tái diễn cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Trump, đặc biệt là khi Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nội bộ đáng kể. Và Trung Quốc cũng kỳ vọng là ông Trump sẽ đẩy nhanh việc tách rời công nghệ và chuỗi cung ứng, một động thái có thể đe dọa tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và gián tiếp tác động đến sự ổn định xã hội và chính trị của nước này. Để đáp lại, Trung Quốc có thể tăng cường thúc đẩy tự cung tự cấp về công nghệ và kinh tế, đồng thời cảm thấy áp lực hơn trong việc củng cố quan hệ kinh tế với các quốc gia như Nga, ông nói thêm. Và Trung Quốc có thể sẽ củng cố các mối quan hệ với các nước Nam bán cầu, châu Âu và Đông Bắc Á trong trường hợp mà Tổng thống Trump đã giành chiến thắng xét đến chính sách đối ngoại mang tính giao dịch cô lập, chống toàn cầu hóa và chống đa phương của ông Wang cho biết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được sự hòa giải hiếm hoi vào tháng trước, trong khi Bắc Kinh đã thận trọng tiếp cận chính quyền mới của Nhật Bản vào mùa thu năm nay sau nhiều năm quan hệ căng thẳng. Và Tổng thống Trump đã làm Đài Loan mất bình tĩnh khi nói rằng họ phải trả tiền cho Washington để được bảo vệ và rằng họ đã chiếm mất hoạt động kinh doanh bán dẫn của Hoa Kỳ. Washington, chính quyền Biden đã áp dụng các chiến thuật gây sức ép cao đối với Trung Quốc về Đài Loan với việc quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Đài Loan và thậm chí cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong một sự thay đổi lớn so với chính sách Đài Loan của chính quyền Trump trước đây. Thì một học giả về quan hệ quốc tế tại Thượng Hải cho biết như thế, tháng trước Washington đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 2 tỷ đô cho Đài Loan. Và chuyên gia này nói thêm không có khả năng là Tổng thống Trump sẽ dành cho Đài Loan sự hỗ trợ tương tự trong tương lai. Mời Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Như Tuyền. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Hàn Quốc thì đã có những người lớn tuổi ở Hàn Quốc tình nguyện tham gia huấn luyện trong lực lượng dự bị nếu chiến tranh nổ ra. Trong đó có một cụ ông lớn tuổi nhất tham gia huấn luyện đã 84 tuổi. Nếu có chiến tranh, tôi sẽ phục vụ đất nước bằng mọi cách có thể, cho dù là mang phát đạn dược hay nấu cơm. Tuy nhiên, tôi cần được huấn luyện quân sự cơ bản nếu muốn giúp đỡ quân đội. Ông Kim Jong-su, 68 tuổi, đã trả lời hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc khi được hỏi về việc tình nguyện tham gia khóa huấn luyện dự bị quân sự của Hiệp hội Quân đội cấp cao. Ông Kim là một trong những số người tham gia khóa huấn luyện quân sự cấp cao tại Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Dự bị thuộc Lữ đoàn 110 Sư đoàn 37 của Quân đội Hàn Quốc hôm 5 tháng 11. Những người tham dự buổi lễ khai giảng khóa huấn luyện mặc quân phục chỉnh tề, đeo phù hiệu theo từng đơn vị và trên vai áo có theo dòng chữ Hiệp hội Quân đội cấp cao. Những người này tập hợp từ khắp mọi miền đất nước, từ thủ đô Seoul, thành phố An Giang thuộc tỉnh Gyeonggi đến tận thành phố Gimhae thuộc tỉnh Kimyongsan. Dù không cùng quê hương, nơi ở của những người này đều có chung một lòng quyết tâm và mong muốn, đó là sẵn sàng cầm súng khi bất cứ lúc nào mà quân đội Hàn Quốc thiếu quân lực. Tôi muốn tham gia khóa huấn luyện quân dự bị, nên đã tìm một công nhân làm việc theo ngày để trông coi trang trại của tôi. Tôi đến đây với ba người khác sống ở gần chỗ tôi, ông Kim, chủ một trang trại chăn nuôi bò lấy thịt và là chủ của một cánh đồng lúa cho biết, tôi lo lắng với quy mô quân đội đang ngày càng giảm sút. Bây giờ tuy đã già yếu, nhưng tôi vẫn tình nguyện tham gia huấn luyện quân sự với suy nghĩ rằng nếu chiến tranh nổ ra, tôi sẽ là một khẩu súng thần công, xông pha chiến trận thay cho những người lính trẻ. Ông Kim đã bộc bạch về lý do muốn cầm súng chiến đấu ở gần tuổi 70. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyền. Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine lên kế hoạch điều 20.000 quân chiếm nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Kursk. Và Trung tướng Igor Krylov, tư lệnh lực lượng phòng hóa sinh xạ Nga, nói trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 11 rằng một trong những ưu tiên trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của quân đội Ukraine là chiếm nhà máy điện hạt nhân. Tướng Krylov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã thu được tài liệu từ cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Ukraine, trong đó nhận định nếu xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Kursk, chỉ có lãnh thổ Nga bị ô nhiễm phóng xạ, quân đội Ukraine đã sử dụng tài liệu này khi lập kế hoạch tấn công tỉnh Kursk. Ông này cho hay Ukraine đã chuẩn bị 20.000 binh sĩ, 27 xe tăng, 50 thiết giáp, 30 khẩu pháo và 5 pháo phản lực HIMARS cho chiến dịch đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Sau khi chiến dịch thất bại, thì lực lượng Ukraine hồi tháng 10 quay lại tìm cách chiếm nhà máy điện hạt nhân
Zaporizhia ở tỉnh cùng tên mà Nga kiểm soát từ đầu chiến sự. Và Krylov tuyên bố thêm rằng lực lượng Nga đã chặn đứng được nỗ lực này. Ukraine chưa bình luận về phát biểu của tướng Krylov, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Nga cáo buộc Ukraine có ý định tấn công nhà máy điện hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 8 cho hay phòng không nước này bắn hạ 3 máy bay không người lái Ukraine chuẩn bị tập kích nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc này. Và giới chức Ukraine cho biết mục tiêu chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga là thiết lập vùng đệm ngăn đối phương pháo kích hoặc tấn công tỉnh Sumy, đồng thời buộc Moscow rút bớt nguồn lực khỏi Donbass. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây và binh sĩ Ukraine đều bày tỏ hoài nghi về mục tiêu này. Sau giai đoạn đầu bị bất ngờ, thì quân đội Nga đã củng cố lực lượng và đẩy mạnh phản công giành lại nhiều ngôi làng ở Kursk. Tướng Abdi Alaudinov, chỉ huy đặc nhiệm Akhmas của Chechnya ngày 15 tháng 10 tuyên bố Nga đã giành lại một nửa lãnh thổ mà Ukraine chiếm được tại Kursk. Trong khi đó, thì lực lượng Nga đạt được nhiều bước tiến, đặc biệt trên mặt trận Donetsk, dù phải đối phó với chiến dịch của Ukraine nhắm vào tỉnh Kursk. Và cuối tháng 10, thì Nga đang tiến nhanh chưa từng thấy kể từ khi rút quân khỏi thủ đô Kiev và khu vực miền Bắc Ukraine vào tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi chiến sự bùng phát. Trở lại với Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Như Tuyền. Một bản tin Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Mark Tapper đã khẳng định rằng có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Washington về thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam bất kể kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ra sao. Quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự ủng hộ của lưỡng đảng. Nói lưỡng đảng nghĩa là bất kể đó là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa đều luôn ủng hộ mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ suốt 30 năm qua. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Napper đã khẳng định tại một sự kiện mang tên là Theo dõi bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2024 vào sáng ngày 6 tháng 11 tại Hà Nội. Và ông cũng khẳng định rằng cả hai đảng này và chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Vì vậy, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử hôm nay, thì mối quan hệ bền chặt giữa hai nước chúng ta vẫn sẽ duy trì và phát triển mạnh mẽ, ông nhấn mạnh thêm. Cử tri Hoa Kỳ thì cũng giống như nhiều người khác trên thế giới, mong muốn có sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Khi được hỏi về những thách thức của tân tổng thống, thì ông Napper đã khéo léo uyển chuyển rằng hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả để biết các khó khăn mà chủ nhân mới của Tòa Bạch Ốc có thể phải gặp phải là gì. Và câu trả lời của vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nằm trong nỗ lực phòng hờ nhằm trấn an các nước đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ trên thế giới trước những diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay. Xin được quay trở lại với chị Như Tuyền. Thưa quý thính giả, Harris công nhận thua Tổng thống Trump trong bầu cử, nhưng cam kết tiếp tục tranh đấu. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đọc diễn văn công nhận thất bại trong bầu cử trước quốc dân hôm thứ Tư ngày 6 tháng 11 sau một chiến dịch vận động ráo riết ngắn ngủi nhưng đã không thể ngăn cản ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa thắng cuộc trở lại Tòa Bạch Ốc. Bà nói với những người ủng hộ tại trường đại học Howard, một trường đại học lâu đời của người da đen ở Washington nơi bà từng theo học, bà nói rằng tuy tôi thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử này, song tôi không từ bỏ cuộc tranh đấu đã là động lực của chiến dịch tranh cử này. Bà Harris cam kết sẽ tiếp tục tranh đấu cho quyền phụ nữ và chống lại bạo lực súng đạn, đồng thời tranh đấu cho phẩm giá mà tất cả mọi người đều xứng đáng được hưởng. Bà cho biết bà đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Trump, chúc mừng ông về chiến thắng của ông ấy và cam kết sẽ tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bầu không khí buồn bã này hoàn toàn trái ngược với buổi lễ trở về trường cách đây vài tuần tại khuôn viên trường Howard, khi hàng ngàn sinh viên và cựu sinh viên tụ tập không lâu trước cuộc bầu cử, mà họ hy vọng sẽ là lần đầu tiên một sinh viên tốt nghiệp thuộc khối các trường cao đẳng và đại học lâu đời của người da đen được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Harris phát biểu trước đám đông bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, các phụ tá trong bộ máy của Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Joe Biden và hàng nghìn người hâm mộ. Bài hát Freedom của Beyoncé, ca khúc đặc trưng trong chiến dịch tranh cử của bà Harris, được phát khi bà bước lên sân khấu. Ứng cử viên phó tổng thống của bà cũng tham dự sự kiện. Bà Harris khích lệ những người ủng hộ bà, đặc biệt là những người trẻ tuổi, rằng đừng bỏ cuộc ngay cả khi họ thất vọng. Bà nói, đôi khi cuộc tranh đấu mất nhiều thời gian, điều đó không có nghĩa là không có chiến thắng. Bà Harris đã trở thành người đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào tháng 7 sau khi ông Biden thôi tranh cử.
và bà mang lại sự hứng khởi và những khoản tiền ủng hộ mới cho liên danh ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nhưng bà đã vất vả xoay sở để giải tỏa những lo ngại của cử tri về vấn đề kinh tế và nhập cư. Bà thất bại nặng nề hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 11, với thực tế là Donald Trump giành được nhiều phiếu bầu hơn hẳn trên khắp cả nước so với kết quả của ông vào năm 2020, và đảng Dân Chủ không giành được các bang chiến trường quan trọng quyết định cuộc bầu cử. Hàng nghìn người đã tụ tập tại trường vào tối ngày 5 tháng 11 để tham dự sự kiện mà họ hy vọng sẽ là chiến thắng lịch sử đưa người phụ nữ đầu tiên trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Họ đã quay lại hôm ngày 6 tháng 11 để thể hiện sự ủng hộ của họ sau khi bà bị thua. Và trở lại với Đỗ Phúc. Quý thính giả vừa...